hoang yến hay còn gọi là hoa hoang tím bung hoa cực kỳ xinh luôn cả nha. Hoa nó như những cái chùm bông này, hoa chơi bền cả tháng luôn. Hôm nay thì em sẽ lên những cái mã nụ hoàng yến đang nụ cho cả nhà mình về chơi hoa được lâu nha. Mã C1 này cả nha, C1 hoàng yến đang nụ nha. Đang nụ sai nụ lắm cả nhà ơi, dòng này thì cực kỳ sai nụ luôn. Bây giờ cả nhà mình nhìn thấy như thế này thôi chứ nó bung hoa là y như cái giò em mới cầm lúc nãy nha. Mã C1 ghép gỗ nè, xong đặt về trong chậu 450 ngàn. Hoàng yến 450. C2 giò này nhiều cây hơn này cả nha. Nụ cực kỳ xinh luôn cả nhà mình nhìn nè, dòng này sai nụ lắm, sai nụ sai hoa nha. C2 490 ngàn. Nụ nhiều lắm cả nhà ơi. Cả nhà mình sưu tầm về để bạn chơi hoa nha, những giò bé bé như thế này để bạn chơi hoa rất là xinh luôn. Tiếp theo em có C3 nè, giò này đẹp quá. Nụ trời ơi, nụ rất là nhiều luôn, có cây nó cho tới 3 nụ luôn cả nhà. Nụ nhiều lắm nha, cả nhà mình sưu tầm hoàng yến đi. Mã này C3 750 ngàn, 750 mã C3. Tiếp theo em có hoàng thảo ngũ tinh này cả nhà ơi. Hoàng thảo ngũ tinh đang cây thắt đọt xuống lá rồi nè, đang nhú nụ rồi cả nhà. Đang có nhú nụ, đây là mặt hoa thực tế luôn nha, mặt hoa rất là xinh luôn. Cây thì đang có nụ, mầm gốc thì đi xanh khỏe như thế này cả nhà mình sưu tầm C4 290 ngàn. C4 290, cây đang nụ nha cả nhà. Tiếp theo em có C5 nè. C5 là hoàng lan. Hoàng lan đang có nụ luôn, 390 ngàn. 390 ngàn một chậu, em đang có hai chậu nha cả nhà. Chơi hoa xong thì mầm gốc lên khỏe nha, em đang có hai chậu, chậu nào cũng đều như nhau nha. Mã C5 390, hoàng lan đang có nụ. 390 một chậu anh chị, nhưng mình sưu tầm nguyên một cặp để bạn nha. C6 nè, C6 chậu này nụ đẹp quá cả nhà ơi, hoa lan hoàng lan, hoa vàng và thơm nha. Mã C6 chậu này 650 ngàn. Phân bón giá thể dưới đầy đủ hết cả nhà ơi, cả nhà mình sưu tầm về chơi hoa thôi nha. Tưới nước chơi hoa thôi, mầm gốc thì đang lên luôn rồi, không việc gì phải lo lắng hết cả nhà ơi. Mã C6 650 ngàn. Giò này đẹp quá anh chị nha, mình sưu tầm giò này đi. Hoàng lan hoa thơm cả nha. C7 em có hồng nhạn. Hồng nhạn ghép gỗ đang có nụ nha cả nhà ơi. Hồng nhạn thì hoa cũng rất là xinh, cái cánh nó phớt phớt hồng cả nha. Đang nụ nhiều nha. Mã C7 550 ngàn. 550 xinh quá. Rễ đi trắng khỏe rất là đẹp nè cả nha. Hồng nhạn 550 ghép gỗ đang nụ nhiều cả nhà ơi. C6. Trời ơi giò này nhiều nụ quá. C8, em xin lỗi cả nhà, mã C8 ạ. Nụ nhiều cả nhà ơi, rất nhiều nụ nha. Hồng nhạn nè, nụ từ dưới lên luôn, rất nhiều nụ. Mã C8 750 ngàn, 750. Nhiều nụ lắm cả nha. 8 đến 10 vòi nụ lặn. 8 đến 10 vòi nụ lặn đó, giờ này nhiều nụ lắm cả nha. Bung hoa thì rực rỡ luôn nha. Hồng nhạn hoa thơm nha cả nha. Mã C9 nè. Giò này thì 950, trời ơi, nhìn bộ rễ không đã đẹp rồi cả nhà ơi. Nhìn bộ rễ không cũng cực kỳ thích luôn nè. Sau đó thì tới lượt nụ nè. Nụ đã quá. Cả nhà mình sưu tầm nè, C9 950 ngàn một giò to nha cả nhà. 950. C10 hoa lan sơn thủy tiên. Hoa lan sơn thủy tiên đang có nụ. Đang có nụ một giò em ghép gỗ nè. Giò này thuần lâu năm rồi nha cả nhà. C10 nè. 550 ngàn, 550 cây đang nụ và cực kỳ khỏe luôn nha. Giò này 550, một giò to cả nha. Giò này phí ship 50 ngàn đi. Phần còn thiếu bên em hỗ trợ nha. Ghép cái cục gỗ to nặng lắm cả nha. Tiếp theo em có C11 nè, hoa lan đuôi sóc đang có nụ. Chậu này form cây này cả nha ơi, form cây ha, cây mặt trước mặt sau gì cũng đẹp hết nha. Sóc thì hoa trắng tím, mặt hoa thực tế như thế này và hoa thơm lắm cả nha. C11 chậu này 201. Bé bé xinh xinh cả nhà mình sưu tầm đi để bạn chơi hoa nha, hoa sóc thơm ạ. C11 201 nè. Tiếp theo em có C12, sóc chậu này thì nhiều cây hơn nha. Chậu này form cây to nhiều cây. Cây bên vườn em trồng thì ăn nắng đanh cây nè cả nhà, cây thì đang nụ rồi. Cả nhà mình sưu tầm nha, giò này nụ cũng khá là nhiều cả nhà. Mẹ C12 nè, 440 ngàn. 440 cho C12. Sóc 440 ngàn. Tiếp theo C13, em còn chậu sóc này cũng đang có nụ luôn cả nhà ơi. Đang có nụ luôn, C13 380. 380 mặt nào cũng đều đẹp hết cả nhà. C13 380 ngàn nha. C14 nè, sơn thủy tiên trời ơi. Một cái chỗ này thôi nè cả nhà ơi, nhìn nụ nè, cực kỳ đẻ luôn. Một cái chỗ này thôi mà tới 4-5 cái vòi nụ luôn.
form cây thì củ rất là to nha, sơn thì tiên. Chậu này đẹp quá nè cả nhà. Mầm đang đi nè cả nhà ơi, đẹp quá. Sơn thì tiên cả nhà mình sưu tầm chậu này nha. C14 700 ngàn. Đẹp lắm cả nhà, C14 700. Hoa vàng và hoa thơm cả nhà, sơn thì tiên hoa vàng hoa thơm nha. Tiếp theo em có đuôi chồn nè. Đuôi chồn một giò em ghép tròn như thế này cả nhà, như một quả banh luôn. Rất nhiều cây trên này nha. Hiện tại đang nụ rất là nhiều luôn. Chị đọc giùm em cái mẹ với. Rồi, mã C15 1.500.000. C15 chồn thuần chậu gỗ 1.500.000. Nhiều cây lắm cả nhà ơi, rất nhiều nụ. Cũng rất nhiều nụ luôn cả nhà, mình sưu tầm C15 nha. Tiếp theo em có C16 nè. Nhãn tháng 4. Nhãn tháng 4 đang có nụ và chậu này là ghép tròn cả nhà. Chậu này thì thuần rất là lâu năm luôn rồi. Cả nhà mình sưu tầm chậu này thì về mình đặt về một cái chậu mới nhé cả nhà. Tại vì cái chậu này bên vườn em thuần lâu năm rồi đó. Mẹ C16 1.700.000, nhãn tháng 4 đang có nụ. Đang có nụ từ nách lá đấy cả nhà, đang có nụ nè. Nụ nhiều quá, chậu này em ghép tròn nên là cũng khá là nhiều nụ đều quanh chậu nha. C17 hoa lan tam bảo sắc cũng đang có nụ luôn. Một giò ghép gỗ này cả nha. Giò này to nha cả nha. Cứ án chân với người em nha. C17 980.000. Form cây này cả nha ơi. Rồng dòng rễ gió thì cực kỳ khỏe luôn. Cây thì lại đang nụ rồi. Hoa tam bảo sắc cũng cực kỳ thơm cả nha. Mình sưu tầm nha. C17 980. Cuối cùng em có mẹ huyết nhung này cả nha. Huyết nhung ghép gỗ nha. Nụ nè. Hoa rất là xinh luôn cả nha. Rực rỡ lắm luôn. Giò này thì to. Giò này thì to, ghép gỗ nặng cả nhà ơi. Huyết nhung C18 1.250.000, phí ship 100.000 đi. Phần còn thiếu bên em hỗ trợ nha. Cả nhà mình yêu thích mẹ nào thì nhắn ngay cho bên em nha.